Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Trung bảng với đội tuyển Trung Quốc thì tốt quá, chúng ta dễ kiếm về trận thắng. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua, nhiều đơn vị truyền thông Trung Quốc muốn đội tuyển quốc gia của họ chung bảng với đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á World Cup 2022. Trước vấn đề này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm từ phía là người yêu đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng có nghe bàn tán nhiều, số đông mọi người kể cả tôi đều nghĩ rằng chúng ta bốc thăm gặp bảng có Trung Quốc là tốt nhất. Vào vòng 3 này, các đối thủ đều rất mạnh, thứ hạng FIFA trên chúng ta nên bốc thăm bảng có Trung Quốc thì tốt, chúng ta có khả năng thi đấu hay trước họ giành chiến thắng. Trước đây Trung Quốc luôn luôn trên chúng ta, nhưng gần đây bóng đá Trung Quốc có vẻ xa sút Cùng nhóm hạt giống, Iraq khó chơi hơn Trung Quốc. Trước đây thì không dám nói, nhưng gần đây nếu gặp Trung Quốc, chúng ta không ngại lắm. Tôi nghĩ họ nhỉnh hơn mình một chút thôi, khả năng chúng ta kiếm điểm trước họ cao hơn rồi. Thời còn thi đấu cho câu lạc bộ thể công, chuyên gia Vũ Mạnh Hải từng có chuyến du đấu thành công tới Trung Quốc. Ông kể. Thời chúng tôi gặp câu lạc bộ Trung Quốc thì nhiều lắm. Năm 1974, thể công sang Trung Quốc đá 11 trận, khi đó bóng đá Trung Quốc có vẻ xuống. Chúng tôi thắng 8 trận, thua 1, hòa 2. Chuyến đi ấy được đánh giá là đại thắng mà. Chúng tôi gặp nhiều đội mạnh như là Thượng Hải, Bắc Kinh, quân đội. Bát nhất, đá Thượng Hải thì thể công thua 0-1, gặp Bắc Kinh thì hòa một đều. Còn trước bát nhất thì thắng to 4-1. Có một đặc điểm đặc biệt của cầu thủ Trung Quốc là cao lớn hơn mình, kỹ thuật cơ bản rất là tốt, nhưng sự nhanh nhẹn, khéo léo, sự tinh quái thì không bằng mình. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải Chúng tôi đá trận chốt gặp bát nhất năm 1974, họ cũng là một trong ba bốn đội hàng đầu. Họ xem thể công thì chủ quan, rồi khi đá, hiệp một họ thua 0-1, sau đó gỡ được một đều, thì thể công lại nã cho họ ba bàn để thắng 4-1, họ đá mãi không gỡ được đội hình thể công khi đó đang tốt đang đều nhưng mà tôi thấy các câu lạc bộ trung quốc khi đá với phía việt nam đều chủ quan coi thường thực tế khi đó chúng ta cũng phải học hỏi từ họ là chính mà thể công sau đó sang tập huấn học hỏi có nhiều thầy trung quốc nên các câu lạc bộ trung quốc có lẽ coi thường nên thua thể công gần đây bóng đá trung quốc không còn coi thường việt nam nữa đâu nên sẽ khó có sự chủ quan nhưng mà dù thế nào chúng ta ở trung bảng trung quốc thì sẽ là một cơ hội tốt có một đặc điểm đặc biệt của cầu thủ Trung Quốc là cao lớn hơn mình, kỹ thuật cơ bản tốt, nhưng mà sự nhanh nhẹn khéo léo, tinh quái thì không bằng mình đâu. Sau cùng khi hỏi về kỳ vọng dành cho Việt Nam ở vòng loại thứ ba tới đây, cựu danh thủ thể công viết Tôi nghĩ việc chúng ta vào vòng loại thứ ba đó là vinh dự là phấn khởi rồi, chúng ta cố gắng để có trải nghiệm thật tốt. Chuyến tới đây có cơ hội cọ sát với các đối thủ mạnh là rất tốt rồi, điều này rất quý giá. Thời điểm này chúng ta đá là tốt, khả năng vận hành chiến thuật, lối đá là rất tốt, rất mượt mà có thể chúng ta đạt được 2 3 điểm, như vậy thì cũng là ổn, chúng ta không đạt chỉ tiêu gì cả, quan trọng là thi đấu quyết tâm, thể hiện tinh thần Việt Nam, cố gắng có thua có hòa có thắng, thua thì đáng thua, còn nếu đội bạn chủ quan mà ta tận dụng được để thắng thì là tốt. Tinh thần phải là chúng ta chiến đấu tới cùng không bỏ cuộc thì người hâm mộ sẽ không trách, còn đá như hiệp 1 trận gặp UAE, người hâm mộ trách nhiều lắm. Hôm qua tôi có xem lại trận gặp Nhật Bản ở Asian Cup 2019, chúng ta chơi hay, nỗ lực dù họ đá rất là quyết tâm. Thế trận chúng ta không kém gì mấy Đã thế thì thua cũng không có gì đáng trách cả Vòng loại thứ ba khu vực châu Á World Cup 2022 dự kiến bắt đầu từ tháng 9 năm 2021 tới tháng 3 năm sau. 12 đội sẽ chia làm hai bảng, mỗi bảng 6 đội và đá mỗi đội thi đấu 10 trận. Tin tiếp theo, phóng viên Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam hay đấy nhưng họ có một điểm yếu ở vòng loại World Cup. Quý vị và các bạn thân mến, trước ngày bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022, truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm lớn đến Việt Nam. Trong bài viết mới đây trên báo bóng đá Trung Quốc, phóng viên Hang Bing đã dành nhiều lời khen cho thành tích, sự kế thừa của bóng đá Việt Nam những năm qua. Sau khi người hâm mộ Hàn Quốc Park Hang-seo nhậm chức, bóng đá Việt Nam có bước phát triển vượt bậc với những thành tích đáng tự hào. Đó là chưa kể vào năm 2016, U19 Việt Nam lần đầu lọt vào đến bán kết giải U19 châu Á, qua đó giành vé dự U20 World Cup 2017. Hiện Việt Nam đang có đội hình khá trẻ, trong 29 cầu thủ sang UAE vừa rồi, chỉ có Tấn Trường và Trọng Hoàng trên 30 tuổi. Các thành viên còn lại có khoảng 15 người từng giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Ngoài ra còn có tiền đạo Tiến Linh từng dự U20 World Cup và tất nhiên phải kể tên thủ môn Việt Kiều Đặng Văn Lâm, người vắng mặt vì lý do đáng tiếc ở đợt tập trung vừa qua. Những cầu thủ này được người hâm mộ Việt Nam coi là thế hệ vàng và đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Theo đánh giá của cây bút người Trung Quốc, những tuyển thủ Việt Nam từng thành công ở giải trẻ cách đây vài năm giờ đang tiến bộ thấy rõ. Việc Công Phượng, Văn Hậu, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu cho thấy sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tuy vậy ở vòng loại thứ ba World Cup sắp tới đây, phóng viên Han Bing cho rằng kinh nghiệm là điểm yếu của Việt Nam không giống như trung quốc hay các đội bóng khác đây mới là lần đầu tiên việt nam lọt đến vòng đấu này bởi thế màn trình diễn của việt nam trước các đối thủ hàng đầu châu lục sẽ là dấu hỏi lớn không chỉ thừa hưởng những đặc điểm tinh tế truyền thống của bóng đá việt nam các cầu thủ cũng tiến bộ đáng kể về kỹ chiến thuật và thể lực dưới thời huấn luyện viên park tuy nhiên nên nhớ đây là lần đầu tiên việt nam đến vòng loại cuối cùng world cup đó là điểm yếu của họ Việc chưa có kinh nghiệm thi đấu ở một giải đấu với thể thức như thế này khiến khả năng chịu đựng áp lực của Việt Nam còn bị nhiều hoài nghi. Cây bút người Trung Quốc đánh giá. Dù vậy nhìn chung, truyền thông Trung Quốc dành sự cẩn trọng với tuyển Việt Nam. Trên tờ Sohu sáng 21 tháng 6 có bài phân tích về lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 1 tháng 7 tới. Đối với tuyển Trung Quốc muốn có cơ hội thì việc có được kết quả bốc thăm thuận lợi là điều quan trọng. Với cách phân nhóm hạt giống hiện tại, các đội nhóm 1, Nhật Bản và Iran đều khó nhằn cả. Tuy nhiên, nhìn vào nhóm 2, chúng ta có thể tự tin bởi Hàn Quốc hay Australia dù được đánh giá mạnh hơn Trung Quốc, nhưng họ đều có những vấn đề nhất định về khả năng chạy chỗ, tinh thần chiến đấu và cả kỹ chiến thuật. Nhìn chung là các đội gặp ở nhóm này chúng ta vẫn có cơ hội. Với nhóm 3, UAE sẽ là kết quả mỹ mãn. May mắn là Iraq đã bị đẩy xuống nhóm 4 cùng với Trung Quốc, bởi đây thực sự là đối thủ khó đối phó. Ở nhóm 5, Oman và Syria có chút khác biệt, nhưng với nhóm 6 thì lựa chọn tốt nhất là Lebanon. Việt Nam đang tiến bộ nhanh và quan trọng hơn với lối đá giàu sức sống của họ. Trung Quốc không dễ để có thể tìm ra cách để thích ứng. Tin tiếp theo, bị giảm 50% lương, huấn luyện viên Nishino vẫn hưởng tiền tỷ mỗi tháng ở tuyển Thái Lan. Thưa quý vị, mức lương của ông Nishino bị giảm chỉ còn một nửa so với mức hợp đồng đã ký với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. The Daily News tiết lộ những thông tin quan trọng liên quan tới huấn luyện Nishino sau thất bại của Thái Lan ở vòng loại World Cup. Daily News cho hay, trong một cuộc phỏng vấn mới nhất của phóng viên tờ báo này với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT Somio Pompamuang về một số thông tin xung quanh huấn luyện Nishino, Người đứng đầu FAT tiết lộ nhà cầm quân người Hàn bị giảm tới 50% tiền lương so với thỏa thuận được ghi trong bản hợp đồng. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên Daily News, Chủ tịch Somio Pompamuang cho biết Mức lương ghi trong hợp đồng của huấn luyện viên Nishino ở mức 33 triệu bạc một năm, tương đương khoảng 2,75 triệu bạc một tháng, khoảng gần 2 tỷ. Tuy nhiên, mức lương hiện tại của ông Nishino bị giảm 50%, chỉ còn khoảng 1 tỷ đồng một tháng, Daily News đưa tin. Theo tờ báo xứ Chùa Vàng, lý do khi huấn luyện viên Nishino bị giảm tới 50% lương không phải bởi ông và tuyển Thái Lan thi đấu thất bại ở vòng loại World Cup, Lý do bởi FAT tiến hành áp dụng chính sách cắt giảm lương cho toàn bộ thành viên trong liên đoàn do những khó khăn về tài chính bắt nguồn từ những tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Cũng theo tờ báo xứ sở Chùa Vàng, sau khi kết thúc chặng đường ở vòng loại thứ hai World Cup, các cầu thủ đã trở về Thái Lan từ ngày 17 tháng 6. Còn huấn luyện viên Nishino trở về Nhật Bản để nghỉ ngơi. Dự kiến vào đầu tháng 7 tới đây, ông Nishino mới trở lại Thái Lan để làm việc. Theo FAT, ông Nishino vẫn gắn bó với Thái Lan ít nhất cho tới khi hết hợp đồng. Nhà cầm quân này sẽ không bị sa thải như luồng ý kiến kêu gọi của nhiều người hâm mộ tại xứ sở Chùa Vàng sau thất bại của voi chiến ở vòng loại World Cup. Dự kiến FAT còn tuyển thêm một số trợ lý người Nhật để hỗ trợ ông Nishino trong thời gian tới. Trước đó ông Nishino đã không sử dụng một trợ lý đồng hương nào trong đội ngũ bà huấn luyện. Tin tiếp theo báo Thái Lan liệu chúng ta có sống sót nổi ở SEA Games 31 nếu vẫn thi đấu như hiện tại? Thưa quý vị, tờ Thái Rạt đã có bài viết chất về lãnh đạo bóng đá Thái Lan về những thất bại của nền túc cầu nước nhà trong vài năm gần đây. Nhân vật mà tờ Thái Rạt nhắc đến chính là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT, ông Somios Pompomong. Vị cựu tướng cảnh sát này từng phát biểu rằng bản thân thấy xấu hổ khi mà chứng kiến Thái Lan thua Nhật Bản 0-4 tại vòng loại World Cup 2018. Thời điểm ấy, FAT tuyên bố xây dựng lại bóng đá Thái Lan với sự công bằng và minh bạch. Tuy nhiên, kết quả thu về tính tới hiện nay không hề như mong muốn. Tờ Thái Rạt Chua chát thống kê những kết quả thiếu ấn tượng của bóng đá Thái Lan dưới thời chủ tịch Pompamuang. Thành tích của bóng đá Thái Lan bắt đầu đi xuống trầm trọng đỉnh điểm là việc thất bại tại Sea Games 30. Nên nhớ rằng chúng ta luôn thống trị sân chơi này mà mọi thứ trong chớp mắt đã trở thành dĩ vãng rồi. Giải vô địch quốc gia Thái Lan Thái Lích bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Sau này Thái Lích có lẽ không còn là giải đấu hàng đầu trong khu vực nữa. Những nỗi đau này là của quá khứ không ai muốn đào chúng lại. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Thái Lan thì phải nhận thêm nỗi đau khi mới đây chứng kiến tuyển quốc gia nước nhà thất bại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Huấn luyện viên Nishino là người bị chỉ trích rất nhiều khi mà Thái Lan kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 với vị trí áp chót bảng G. Về phần tờ Thái Rạt, họ không đổ hết lỗi lên đầu chiến lực gia người Nhật Bản. Tờ báo này viết, một câu hỏi lớn được đặt ra, việc dùng số tiền lớn để thuê huấn luyện viên Nishino liệu có xứng đáng không? Tuy nhiên việc này vẫn có thể làm được. Nếu cách làm của FAT chỉ là dùng số tiền lớn hút huấn luyện viên, thì việc dùng một huấn luyện viên Thái Lan thay với ông Nishino chẳng mang đến nhiều sự khác biệt. Ngoài ra nhìn vào Việt Nam nữa kìa, họ đang thống trị bóng đá Đông Nam Á. Bài xếp bảng FIFA gần nhất, Thái Lan kém Việt Nam 30 bậc, có thể thấy những thành tích tệ hại của voi chiến xuất hiện vào thời điểm ông Somiok Pompamuang ngồi ghế chủ tịch FAT. Nếu chơi thế này ở SEA Games 31, liệu chúng ta sống sót nổi không? Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đang tự đặt câu hỏi như vậy. Cuối cùng, tờ Thái Rạt đưa ra nghi vấn về lòng nhiệt huyết thực sự của Chủ tịch Sommiok Pompamuang. Ông Pompamuang trúng cử lần hai cho chiếc ghế Chủ tịch FAT, tuy nhiên thành tích của bóng đá Thái Lan thì ngày một đi xuống. Trước đây, dù là một tướng cảnh sát, nhưng ông ấy lại nói đó là nghề tay trái. Chính vì vậy, việc trở thành Chủ tịch FAT cũng chẳng phải sự khác biệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.